Mình chào quý anh chị khách hàng và các nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Quận 12. Hôm nay em Phúc sẽ giới thiệu cho quý anh chị một căn nhà có diện tích là 3x9, 1 trệt, 2 lầu, nằm ở đường Tôn Ngọc Vân, 1 Sẹt, với công năng sử dụng là 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, và được chủ gửi bán với giá là 1.850.000.000. Nhà thì được xây dựng 100% trên đất thổ cư. Về pháp lý, mua bán công chứng vi bằng. Từ vị trí căn nhà của chúng ta ra đường Tôn Ngọc Vân khoảng hơn 50m và về Gò Vấp khoảng hơn 2km, và từ vị trí căn nhà của chúng ta về sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 7km, một vị trí rất là đẹp nha quý anh chị. Từ vị trí căn nhà chúng ta có thể nhìn thấy đường Tôn Ngọc Vân phía trước rất là gần. Đường vào căn nhà của chúng ta là đường xe ô tô có chiều ngang là 7m. Nhà của chúng ta nằm trong khu dân cư rất là đông đúc, thuận lợi cho quý anh chị mở văn phòng, spa. Tiệm nail thì rất là ok nha quý anh chị. Xung quanh có chúng ta có rất nhiều tiệm salon tóc. Và bây giờ theo chân Phúc chúng ta sẽ nhìn lại mặt dẫn của căn nhà một lần nữa. Một trệt hai lầu, rất là đẹp nha quý anh chị. Phía trước chúng ta là một lớp cửa bốn cánh. Bây giờ chúng vào tham quan phòng khách. Phòng khách cũng rất là rộng rãi, nhà thì mới 100%. Cũng xin nhắc lại, căn nhà chúng ta có diện tích là ngang 3 và chiều sâu là 9, được thiết kế với 1 trệt 2 lầu, 4 phòng ngủ, 3 toilet, và chủ gửi bán với giá là 1.850.000.000. Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ. Và đây là toilet của tầng trệt, dùng cho khách hàng và những người trong gia đình chúng ta. Tiếp đến chúng ta sẽ tới cầu thang thông lên tầng 1, và sau cùng là nhà bếp. Nhà bếp thì cũng được gia chủ trang trí cho chúng ta một cái kệ tủ bếp bằng gỗ gõ đỏ, và phía dưới là tủ gỗ được lót đá hoa cương và một cái bồn rửa chén bằng inox 304. Nhà rất là rộng, cao và thoáng nha quý anh chị. Với diện tích 3x9 và 1 trệt 2 lầu, chủ gửi bán cho chúng ta là 1.850.000.000. Một vị trí rất là gần Tôn Ngọc Vân, đường thì được xe hơi. Căn nhà của chúng ta thì được xây dựng 100% trên đất thổ cư. Quý anh chị có thể an tâm, không lo lắng về vấn đề gì hết. Và đây là tầng 1, có một phòng ngủ phía trước và một phòng ngủ phía sau, và có một nhà vệ sinh phía giữa. Nhà vệ sinh thì cũng được gia chủ lót gạch lên 2m. Và đây là phòng ngủ phía trước. Phía trước chúng ta có một ban công nhỏ khoảng hơn nửa mét. Nếu quý anh chị quan tâm tới căn nhà thì có thể liên hệ với Phúc theo số điện thoại góc màn hình để xem trực tiếp căn nhà và gặp trực tiếp với chủ và đưa ra cái mức giá mà mình mong muốn. Giá này chủ chỉ bớt lọc cho chúng ta thôi nha, không có bớt nhiều. Còn ngoài ra, nếu quý anh chị muốn mua nhà hay đất ở quận 12 thì cũng có thể liên hệ với Phúc. Phúc sẽ tìm theo yêu cầu của quý anh chị, nhà có sổ hồng hay là đất có sổ hồng. Đây là phòng ngủ phía sau, cũng rất là rộng rãi. Và bây giờ Phúc sẽ thông lên tầng 2. Phúc xin nhắc lại, căn nhà của chúng ta ra đường Tôn Ngọc Vân khoảng hơn 50m thôi nha quý vị. Đường thì đường hẻm xe ô tô. Nhà thì được xây dựng 100% trên đất thổ cư và chủ gửi bán với giá là 1.850.000.000. Từ vị trí căn nhà chúng ta về Gò Vấp thì rất là gần nha quý anh chị, hơn 1km. Ra tới quốc lộ 1A là về đường Tôn Ngọc Vân, chúng ta sẽ qua cầu Bến Phân là tới Gò Vấp rồi. Và về sân bay Tân Sơn Nhất khoảng hơn 6km, một vị trí rất là gần nha quý anh chị. Đây, phòng ngủ thứ 3 ở trên lầu 2, rất là rộng. Cửa thì cũng được làm bằng cửa gỗ gõ đỏ. Đây là phòng ngủ thứ 4 nằm ở phía sau. Và phía trên chúng ta cũng có một cái nhà vệ sinh. Xin nhắc lại, nhà của chúng ta có diện tích là 3x9, 1 trệt 2 lầu, 4 phòng ngủ, 3 toilet, và được chủ gửi bán với giá là 1.850.000.000. Mua bán với hình thức công chứng vi bằng. Nếu quý anh chị quan tâm tới căn nhà, có thể liên hệ với Phúc với số điện thoại ở góc màn hình để tới xem căn nhà nha. Và bây giờ Phúc sẽ quay từ vị trí căn nhà ra đường Tôn Ngọc Vân để quý anh chị xem. Rất là gần nha quý anh chị. Hẻm thì hẻm bê tông nhưng mà đường rộng, xe ô tô vào thoải mái. Phía trước đầu hẻm chúng ta có một cây xăng. Và theo hướng bên phải
chúng ta sẽ về quốc lộ 1A và Gò Vấp, khoảng hơn 1 km rồi nha quý anh chị. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video, nhớ đăng ký kênh để xem những video mới nhất về nhà và đất ở quận 12. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau.